vì số người quá đông. Xin quý vị đừng tới lấy khi nào chúng tôi nói ra lấy đồ ăn hả nhà nhé. Rồi. Hôm nay mình giúp, hôm nay mình giúp được bao mấy người đến chờ. Anh David chuẩn bị giùm em nha. Phải không? Đúng rồi, phải không? Đúng rồi. Nhưng mà bữa nay là YouTube. Oh,
Em có tên rất là chào trong